Xử lý cực kỳ nhanh bài toán tổng hợp dao động bằng máy tính Casio FX570 VN Plus. Đề bài của chúng ta như sau: một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa với phương trình lần lượt là x1 bằng 5 cos 2pt cộng 2p trên 3 cm và x2 bằng 5 căn 3 cos 2pt cộng pi trên 6 cm. Viết phương trình dao động tổng hợp của vật. Như vậy ở mỗi cái phương trình này chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cái yếu tố là biên độ và pha ban đầu. Đây là của dao động thứ nhất. Còn đây là của dao động thứ hai. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thao tác bấm máy tính. Với thao tác bấm máy tính thì bắt đầu các bạn sẽ chuyển về radian giúp thầy bằng cách ấn Shift Mode 4. Sau đó các bạn ấn Mode 2 để chuyển về tính toán trên miền số phức. Và với một cái số phức biểu diễn cho các phương trình này, các bạn chỉ cần bấm như thầy có bảo rồi. Đó chính là biên độ và pha ban đầu. Các bạn bắt đầu ấn như sau: 5 móc. Pha ban đầu của chúng ta là 2pi trên 3. Đây là số phức biểu diễn cho phương trình thứ nhất. Cộng với 5 căn 3 móc pi trên 6. Đây là số phức biểu diễn cho phương trình thứ hai. Sau đó các bạn sẽ ấn bằng. Và thêm một cái bước để chuyển đổi nữa là Shift 2, 3 để về đúng cái dạng mình mong muốn. Như vậy kết quả của chúng ta là 10 móc pi trên 3. Sau đó thì các bạn chỉ cần viết nốt kết quả của chúng ta sẽ là xong. X sẽ bằng 10 cos omega thì giữ nguyên, như vậy 2 pi t cộng với pi trên 3 và đơn vị của chúng ta sẽ là cm. Việc xử lý bài toán này với máy tính Casio FX580 sẽ hơi khác một chút. Nếu các bạn cần làm thêm video về cái việc sử dụng máy tính 580 thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho thầy nhé.